chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Kinh tế và Hội nhập của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chuyên mục Kinh tế và Hội nhập tuần này sẽ tập trung vào chủ đề: Nghị quyết 41 năm 2023 của Bộ Chính trị là kim chỉ nam để Việt Nam xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ của đội ngũ doanh nhân hiện đại hội nhập. Và ngay sau đây, kính mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết của chương trình, bắt đầu bằng tiểu mục KT07. Theo Hiệp hội Chủ hàng Việt Nam, từ đầu tháng 2 năm 2024, các hãng tàu nước ngoài đồng loạt công bố tăng 10-20% phí xếp dỡ tại cảng và chỉ áp dụng với Việt Nam. Điều này khiến các doanh nghiệp xuất khẩu chưa hết khó khăn, lại chồng chất thêm khó khăn. Cụ thể, phí xếp dỡ tại cảng được các hãng tăng 10-20% từ mức 180-190 đô la Mỹ lên 200-210 đô la Mỹ với container tiêu chuẩn 40 feet. Container đông lạnh 40 feet có giá mới là 255-265 đô la Mỹ, tức gấp 3 lần điều chỉnh giá bốc dỡ container của các cảng biển Việt Nam. Theo thông tin từ Sở Công Thương, kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô vào tháng 1 đạt 494,33 triệu đô la Mỹ, tăng 6,5% so với tháng trước và tăng 2,07% so với tháng 1 năm 2023. Hầu hết, các sản phẩm xuất khẩu kim ngạch đều tăng so với cùng kỳ, như hàng thủy sản tăng 10,28%, phân bón các loại tăng 110,33%, sản phẩm từ chất dẻo tăng 114,91%, cao su tăng 30,54%, vải các loại tăng 40,85%, hàng dệt may tăng 174,67%, giày dép các loại tăng 131,7%, nguyên phụ liệu dệt may, da giày tăng 93,37%, sắt thép tăng 1,43%, kim loại thường và sản phẩm tăng 129,73%. Bên cạnh đó, vẫn có các mặt hàng giảm như chất dẻo, plastic, nguyên liệu giảm 7,47%, sơ sợi dệt các loại giảm 34,74%, sản phẩm từ sắt thép giảm 41,54%. Việc tăng phí bốc dỡ tại cảng của các hãng tàu nước ngoài sẽ tác động không nhỏ đến sự hồi phục đang diễn ra của các doanh nghiệp xuất khẩu. Vì thế, các hiệp hội liên quan đến việc xuất cảng hàng hóa đang kiến nghị chính phủ hoàn thiện cơ chế quản lý mức giá và các loại phụ thu đối với hàng hóa tại cảng biển. Công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc Trang Nghệ hiện đang triển khai mô hình văn hóa 5T, bao gồm văn hóa thật trong nghiệp vụ, văn hóa tận tâm trong cung cấp sản phẩm dịch vụ, văn hóa tay nghề đối với người lao động, văn hóa thấu hiểu đối với đối tác khách hàng và văn hóa thời đại trong môi trường làm việc. Đó là một quá trình nghiên cứu lâu dài của doanh nghiệp. Việc thực thi văn hóa và sản xuất kinh doanh luôn song hành trong mọi trường hợp, tạo nên giá trị cốt lõi của doanh nghiệp và được toàn thể lãnh đạo và người lao động thực hiện. Theo đánh giá của doanh nghiệp, thì việc thiết lập một môi trường doanh nghiệp có văn hóa như vậy khiến doanh nghiệp bước đi một cách vững chắc, kể cả trong giai đoạn khó khăn vừa qua. Ngay từ thời điểm thành lập, chúng tôi đã ấn định và trung thành với nguyên tắc kinh doanh, lấy khách hàng làm trọng tâm số 1. Sau đó chúng tôi sẽ quan tâm đến người lao động. Cuối cùng chúng tôi mới tính toán đến những cái lợi ích cho nhà đầu tư và chủ sở hữu. Do trung thành với nguyên tắc này, thì dù thị trường có những cái khó khăn và cái sự cạnh tranh thì khốc liệt hơn, lý do là do sự sụt giảm nhu cầu. Tuy nhiên công ty chúng tôi vẫn nhận được những cái sự tin tưởng và ưu tiên sử dụng sản phẩm dịch vụ từ phía khách hàng. Năm 2023 vừa qua thì doanh thu cũng như là số lượng khách hàng của công ty Trang Nghệ không hề sụt giảm mà còn ngược dòng thị trường ở một số phân khúc và dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ thiết kế, kiến trúc và nội thất. Có môi trường lao động tốt là mong muốn của tất cả người lao động. Chính vì điều này, đa phần nhân viên của công ty Trang Nghệ đều đã gắn bó nhiều năm. Họ cùng nhau vượt qua thách thức và cùng nhau tạo ra những giá trị mới cho doanh nghiệp bằng sự tự nguyện. Và môi trường lao động có văn hóa khiến người lao động tự tin với sự nỗ lực của bản thân. Tôi nghĩ là trong cái thời gian sắp tới thì mình vẫn sẽ luôn gắn bó với công ty. Tại vì ở đây là một cái môi trường mà các bạn trẻ rất là năng động, nhiệt tình. Thì từ đó nó sẽ tạo nên những cái giá trị cộng hưởng với nhau để mà mình sẽ luôn
luôn luôn thấu hiểu khách hàng, luôn luôn tận tâm với khách hàng, thì cùng với nó, cộng hưởng với nhau thì nó sẽ làm cho công ty càng ngày càng vươn tầm hơn. Văn hóa doanh nghiệp là một phạm trù không còn mới. Tuy nhiên, để thiết lập và duy trì văn hóa doanh nghiệp lại là điều không dễ dàng. Văn hóa doanh nghiệp thể hiện ở nhiều mặt, nhiều lĩnh vực và phải được sự đồng lòng triển khai của toàn thể lãnh đạo và người lao động. Các nội dung chính của văn hóa doanh nghiệp thể hiện qua môi trường làm việc bao gồm ứng xử giữa lãnh đạo và nhân viên trong doanh nghiệp và các chế độ chính sách của doanh nghiệp đối với người lao động, hành vi ứng xử của doanh nghiệp đối với đối tác và khách hàng, văn hóa trong việc bảo đảm uy tín của hàng hóa. Rõ ràng, văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh là một yêu cầu quan trọng trong giai đoạn hội nhập và phát triển của nền kinh tế hiện nay. Và Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị năm 2023 đã đề cao nhiệm vụ này trong việc triển khai đến từng doanh nghiệp, doanh nhân nhằm xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Hai năm 2022-2023 là những năm khó khăn đối với rất nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu. Thế nhưng rất nhiều doanh nghiệp chấp nhận tồn kho, chấp nhận gia tăng chi phí để giữ lại nguồn nhân lực. Đó là một nét văn hóa doanh nghiệp đặc sắc được đội ngũ doanh nhân Bà Rịa Vũng Tàu chú trọng. Như tại doanh nghiệp sản xuất hàng gia công này, năm 2023 cũng thiếu hụt đơn hàng như nhiều doanh nghiệp khác. Thông thường thì ngoài lương chính, người lao động ở các doanh nghiệp gia công có thêm khoản thu nhập không nhỏ khi tăng ca, gọi là lương chuyên cần. Để giúp người lao động có tiền chi phí phòng trọ, ăn ở, lãnh đạo công ty này mỗi tuần cho lao động tăng ca thêm một vài buổi. Hàng hóa sản xuất ra không xuất được thì tạm đưa vào kho. Tuy là cái lượng đơn hàng hiện tại đang giảm sút, nhưng phía doanh nghiệp thì vẫn tạo điều kiện là coi như là tăng ca thì hàng ngày thêm 1,5 giờ để có thể hỗ trợ thêm một cái phần thu nhập riêng cho người lao động trang trải vấn đề nhà ở, xăng cộ đi lại. Khó khăn sau dịch Covid-19 đã tạm qua đi, các doanh nghiệp hợp sức xây dựng một môi trường kinh tế mới bền vững. Để làm được điều này, các doanh nghiệp động viên người lao động cùng thiết lập một môi trường sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn. Thế kỷ xanh là đơn vị chuyên về lĩnh vực môi trường, đã hoạt động tại Bà Rịa Vũng Tàu hơn 10 năm. Thì chúng tôi nhận thấy được cái sự thay đổi rất rõ rệt về trong nhận thức của các doanh nghiệp trong cái hoạt động bảo vệ môi trường. Có thể nói là kể từ khi mà luật bảo vệ môi trường mới ra đời đã thay đổi rất là nhiều cái nhận thức của các doanh nghiệp về trong công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là các doanh nghiệp Việt Nam. Họ đã chú tâm hơn đối với việc là phải xử lý chất thải trước khi đã đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi thải ra môi trường. Uy tín đối với đối tác, khách hàng không chỉ là văn hóa doanh nghiệp mà còn là đạo đức kinh doanh. Trước tình hình người tiêu dùng ngày càng thông minh và có sự trợ giúp từ các công cụ kỹ thuật số, các nhà sản xuất nếu không đảm bảo uy tín sẽ mất thị trường. Vì vậy, tạo sự uy tín cho hàng hóa trên thị trường quốc tế cũng chính là tạo nên sự quý trọng của khách hàng nước ngoài đối với nền văn hóa Việt Nam. Nhật Bản gần như nó tiêu thụ khoảng 80%, 90% cái cá đục trên toàn thế giới. Nếu mà nói ra thì Nhật Bản rất là khó tính và rất là kỹ. Thế nhưng đối với tôi và đối với Tư Hải thì tôi cảm thấy là lại rất là dễ đối với tôi. Thì Tư Hải cũng là một trong những doanh nghiệp rất uy tín đối với thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc. Bởi vì cái thị phần của cái mặt hàng của Tư Hải bây giờ đối với Nhật Bản là chiếm khoảng 70% thị phần, 60-70% thị phần của Nhật Bản. Làm được thị trường Nhật Bản là có thể làm được tất cả các nước trên thế giới. Nghị quyết số 41 nhấn mạnh đến yếu tố văn hóa doanh nghiệp trong điều kiện nền kinh tế thế giới đang hội nhập sâu rộng và cạnh tranh gay gắt. Lấy đạo đức, văn hóa kinh doanh làm cốt lõi là nhiệm vụ của doanh nhân Việt Nam, cũng là để đóng góp cho ngoại giao kinh tế, đối ngoại nhân dân, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra quốc tế. Vâng, thưa quý vị, theo Nghị quyết 41 năm 2023 của Bộ Chính trị, thì văn hóa doanh nghiệp không chỉ là một cách ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp, mà còn là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với nền kinh tế, đối với xã hội và đối với tiến trình hội nhập của Việt Nam và thế giới. Chuyên mục Kinh tế và Hội nhập xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi
và kính mời quý vị đón xem cũng trong khung giờ này tuần sau. Trân trọng kính chào quý vị khán giả.